quay muộn nhất. Thế chỉ như thế là vào ai? Số đông. Nhưng mà ngày hôm nay cũng lịch sự nhất đấy. Không, nhưng mà sắp xếp bây giờ mà. Nên em được quyền. Em chỉ về cuối cùng thôi. Ý ở đây là mọi người trễ là vì cái cảnh Chi lúc nào cũng trễ. Mọi người chơi luôn chiều lên trễ mọi người. Ai là người lừa nhất đoàn phim? Anh là gì? Tại vì Chi lên đoàn phim là Chi luôn ngủ. À không, ngủ. Lúc nãy em bảo là chị. Tại vì chị Thảo chả bao giờ chơi với em cả. Chị ngon. Ít giao lưu với mọi người đây. Đúng là rồi. Chi. Là chị đó. Không là. Chi vô trong đoàn là Chi chị. Ai là người hay cáu gắt khi quay phim? Chào em. Em đến 8 giờ sáng xong rồi đến tận chiều em mới được quay. Em mệt lắm. Em mấy lần em dọa là đem đi về rồi. Đó là cái lý do mà nãy Ngọc nói là tại sao chị lừa, là tại vì chị vô chị ngủ là phải chờ quá lâu. Nên chị có đi ngủ xong rồi ăn xong rồi vô ngủ, không biết giao lưu. Sao hay đổi cảnh nữa chứ. Ai là người ăn tham nhất? Nhận đi. Cái nhìn thấy khuôn mặt của chị Ngọc trong phim là biết vì sao rồi. Tại vì ở trong phim Ngọc vất vả, ăn chi nó vất vả. Mọi người có thể thấy là một ngày ăn chi có thể nói cả 100-1 triệu từ. Thì làm sao mà không ăn cho được. Lúc nào thấy chị cũng thấy chị đang ăn bánh tráng hay ăn cái gì đấy. Nhưng mà cơm này phim cũng ngon. Cơm phim là chị đang ăn thành cái khác. Chị vô ăn chung với em không nhớ hả? Lúc em chỉ nhìn vậy. Thôi, em chỉ nhìn chị ăn thôi. Ai là người điệu nhất? Cái này là do vai diễn bắt buộc. Tại vì Hạ Linh là một cô gái rất là phải điệu. Nên là lúc đấy mình bị nhập vai quá. Thế là thành ra mình phải điệu theo Hạ Linh. Nhưng mà đây có một người điệu nữa. Điệu hơn ấy, suốt ngày soi gương. Mọi người cho hỏi lý do tại sao là mình điệu. Soi gương, soi gương tóc. Cái dáng ấy. Soi gương thì ai chả soi. Dáng thì như nào? Dáng tôi như nào? Dáng đít cong. Đít cong thì đâu có liên quan đến từ điệu. Điệu thì mới cong. Đấy, thấy không, nói chuyện thôi. Nói chuyện thôi đã thấy điệu rồi. Điệu chả liên quan đến cong cả. Ai là người nhạc nhất? Anh chỉ đây. Anh này. Anh thương em. Các bạn ơi, các bạn nên biết rằng là nhạc là một môn nghệ thuật. Thì tôi là một người nghệ sĩ đích thực. Đích thực cho gì? Anh lục tiếng ve rồi nhá. Thương em. Cái này mọi người có muốn giải thích không hay là... Không cần luôn, cần đấy, giải thích. Giải thích sợ giải thích cần gì. Giải thích sợ mọi người không hiểu thôi, không giải thích nữa. Ai là người có dáng ngủ xấu nhất? Không hề. Ôi, xấu lắm. Có rất nhiều tấm ảnh mà An chụp Ngọc lúc ngủ. Tại vì mọi người thấy là mình make up xấu quá nên nghĩ là mình ngủ xấu, nhưng thật ra đâu phải. Không nhờ. Không phải đâu. Mồm thì hả, xong rồi chân thì tè ra. Hay vậy. Tội. Ai là người skin care kỹ nhất? Không, tại vì do cơ địa của anh ra mặt anh nó đẹp nhất ấy. B là chỉ có cần là 5 phút mà cắt thôi là sẽ chạy vô xin một miếng son. Rồi dập lại, mồ hôi. Này, Ngọc ơi, sao lại nói mình như vậy? Làm tóc vô. Thật là như vậy. Móng tay đó, đến độ mà móng tay đó nha. Ôi, hôm nay chị chứa móng tay rồi. Là đi vô là không chịu quay, đi vô là phải cắt hết. Móng tay cắt hết. Đang nói bản thân mình đẹp không? Đó, đẹp lắm. Ai là người sợ ma nhất? Người đàn ông hẹn hà nhất trên thế gian này. Có một câu chuyện ở Đà Lạt. Là ở trong căn phòng của Ngọc á, là bị nghi ngờ là có ma. Cái xong Ngọc mới nhắn tin cho An. Mà lúc đó An sợ giống như là Ngọc hiếp dâm An hàng sao. Nó nhất quyết không trả lời mà không qua. Đợi đến khi nào em trai của An về em mới qua. Thì khi mà bước vào phòng của Ngọc, tự nhiên nhìn ánh mắt của một người bạn của Ngọc ở trong phòng An. Ui! Đi về nhá. Từ từ nhá. Xong đó là kéo nguyên một lực lượng rất đông để đi qua mới dám ở trong phòng. Rất trong căn phòng rồi. Hẹn hạ. Không thể nói là hẹn hạ. Đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ. Mạnh mẽ thì thiếu gì lúc, nhưng mà tại sao phải sợ ma là hẹn hạ. Hẹn hạ nó không đúng với việc là sợ ma. Chúng mình giống nhau nên là không. Hợp tác với nhau một tí. Tôi không giống anh. Hợp tác với nhau một tí đi. Không. Sợ ma nhất thế giới này. Thế ai là người hay nghịch điện thoại nhất? Nghe chị đó. Đúng rồi. Phải giải trí cho đoàn phim căng thẳng lắm. Ai là người hay kêu ca nhất? Đây. Có em chưa? Đâu quá vậy? Em
chờ từ sáng đến giờ rồi. Đúng một câu đấy, từ ngày đầu tiên quay phim đến ngày cuối cùng quay phim. Nhưng ngày nào vì chờ quá lâu. À Chi quá lâu ấy. Chi là người bao show luôn, có nghĩa là quay mở đầu cho đến ngày quay kết thúc luôn ấy. Và ví dụ như một ngày có 100 cảnh chẳng hạn thì mình chỉ có 3 cảnh thôi, nhưng mà một cảnh đầu tiên, một cảnh ở giữa, một cảnh cuối cùng. Không phải chấp nhận được. Khi nào Chi đi về rồi đặt khi đi về. Đúng. Hai là người mà sau khi đóng máy xong mất nhiều thời gian để thoát khỏi vai đấy. Không có ai hết. Tại vì mỗi người á, khi mà quay phim đầu tiên là 3 tháng xong có 1 tháng nghỉ là đúng là thoát vai luôn rồi. Xong quay lại là phải quay lại. Phải nhập lại. Nhưng mà cái thời gian nhập lại đó nó ngắn ngủi lắm, nên thành ra là dừng cái là thoát liền. Thoát luôn đó. Sau 2 năm trời, bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi đã được ra mắt trên toàn quốc. Mọi người đừng quên đón xem bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi, She Was Pretty phiên bản Việt vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. À mọi người ơi, bộ phim sẽ dừng phát sóng một tuần trong dịp Tết Nguyên Đán này, và bộ phim sẽ được phát sóng trở lại vào ngày 11 tháng 2 tới. Mọi người nhớ đón xem nhé.